Này, các bạn thấy này, dự án này nếu giống như cái bạn, giống như cái chị hồi nãy hỏi trường đấy, nếu chị mà làm đúng không, chị làm ở cái mức mà nó đang thấp này, những cái tháng đầu tiên, tất nhiên là khi cái dự án nó, cái sản phẩm của chị chưa ai biết cả đúng không, tức là nó chưa có phổ biến, thì thường những cái lượt tìm kiếm rất là thấp, nhưng tới cái thời điểm mà nhiều người biết rồi thì nó sẽ bùng lên, nó sẽ bùng lên giống như cái dự án VinCity này. Các bạn thấy là những cái tháng mà những cái tháng rất tháng 3 hay là 8 rất là âm ỉ đấy, chỉ có 50 mấy nghìn một tháng thôi, 4 mấy 6 mấy, nhưng mà tới cái thời điểm này là nó rất là cao rồi các bạn, thấy không? Như cái thời điểm tháng 10 này là nó tới 386 nghìn người tìm kiếm một cái dự án này. Nếu mà chúng ta mà làm hàng loạt video, thật ra ở cái giai đoạn này nè, các bạn làm video thì các bạn làm chục cái thì gần như là chục cái nằm top rồi đúng không? Có làm 20 cái là 20 cái nằm top rồi. Thì cái lúc mà nó bùng lên thế này thì có phải bạn tiếp cận được cái lượng người khổng lồ không? Đây, từ tháng 7 đúng không? Tháng 7, tháng 8, tháng 7 là 91.000, tháng 8 153.000, tới tháng 9 là 185, tới tháng 10 nó lên tới 386.000. Từ nghĩa là tháng 11 này là nó còn tăng lên kinh khủng nữa, đúng không? Tầm 500.000. Qua tháng 12 bắt đầu mở bán chẳng hạn thì nó có thể là lên tới 700-800.000. Bạn hiểu không ạ? Thì lúc này thì chúng ta đã gom được lượng khách hàng khổng lồ luôn, nó rất là ok đấy các bạn. Đừng thấy tất những cái dự án nào các bạn thấy tăng trưởng kinh không? VinCity 1.000% này, quận 9 600% này, cái VinCity Gia Lâm này gì thì không biết nữa. Đấy, các bạn thấy cái tốc độ tăng trưởng nó rất rất là ghê luôn đúng không? Và lại có nhiều cái bà Trường nói thẳng các bạn luôn là đánh bất động sản hiện tại là đánh YouTube là cực kỳ ngon, ngon hơn rất là nhiều so với các bạn chạy quảng cáo. Bởi vậy chúng ta cần phải có cái công cụ này. Công cụ này là một trong công cụ mà rất là tuyệt vời để cho chúng ta có được cái thông số cụ thể đúng không ạ? Còn nếu các bạn sử dụng cái phiên bản miễn phí thì nó sẽ không có những cái thông số này các bạn, rất đáng tiếc. Cái quan trọng của chúng ta xem cái trend của nó các bạn. À, chúng ta xem cái trend của nó mà thấy không? Vụt luôn khiếp. Rồi. Rồi, ở đây bây giờ chúng ta sẽ quay lại với bài học của chúng ta hôm nay. Rồi, ok. Bây giờ thì Trường sẽ trở lại cái bảng từ khóa của chúng ta. Các bạn lưu ý là ở đây á, Trường chia sẻ về áo sơ mi này, nó sẽ phù hợp với những cái bạn kinh doanh thời trang, mỹ phẩm, giày dép, trong thời trang năm nữa các kiểu túi xách ba lô tùm lum tà la đúng không ạ? Nó rất là phù hợp với cái chiến lược chia thế này. Còn còn cái chiến lược bất động sản hay là những cái thứ cao hơn chúng ta không thể làm ra hàng đống cái video được á, thì Trường sẽ có những cái cách mà chia sẻ với các bạn cái phần bài học, có thể là ngày mai hoặc ngày mốt đúng không ạ? Nhưng mà trên tinh thần bán hàng là đều làm được như vậy, mọi hiểu không ạ? Rồi Trường nói nốt nha, nói cái này nè. Ngày hôm qua các bạn đã được Trường chia sẻ là tức là bạn, thứ nhất là chúng ta sẽ dùng tạo rất là nhiều kênh, mỗi kênh là dùng những từ khóa để SEO kênh. Cái thứ hai là bảo mật kênh đúng không ạ? Cái thứ ba là chúng ta sẽ group lại những từ khóa, chia cột và group lại từ khóa như thế này đấy. Rồi group group lại chia cột từ khóa thì nó sẽ ứng dụng được với lại cái chiến lược là đánh hệ thống kênh. Cái thứ hai là chiến lược đánh hệ thống video, bạn hiểu không ạ? Nó phân biệt rõ ràng nha, đánh vừa đánh được hệ thống kênh vừa đánh được hệ thống video đó, mà như chỉ là demo hôm qua đây. Rồi cái chiến lược tiếp theo là như Trường đã nói là chúng ta sẽ dùng những cái tầng dưới, là bắt đầu á, từ cái tầng dưới này, bắt đầu từ từ dưới này chúng ta sẽ đẩy dần lên tầng trên đó. Cứ dưới để lên trên và chúng ta không cần phải theo một cái lập khuôn nào cả, các bạn cứ miễn sao ở dưới để lên trên là được đúng không ạ? Ví dụ dưới đây để lên trên này, ví dụ như cái video này các bạn đưa ra 4 link đi, thì các bạn sẽ đẩy lên, thứ nhất một link là cái cụm của cái này, thứ hai một link là cụm của thằng này chẳng hạn, cái thứ ba là một link của cái thằng này, cái thứ tư là một link của thằng này chẳng hạn. Rồi tới cái video này chúng ta vẫn đẩy cụm này, đẩy cụm này, ví dụ như chúng ta
không đẩy cục này mà chúng ta đẩy cục của thằng này, và chúng ta đẩy một một cái video ở trên đây chẳng hạn, bạn hiểu không ạ? Chúng ta có thể đẩy link bằng cách nhảy nhảy cấp, tức là từ cấp cấp này từ cái cấp dưới đây này, chúng ta có thể đẩy lên cái cấp trên đây, bạn hiểu không ạ? Tức là chúng ta đi theo một cái gần như là tự nhiên, chứ không phải nhất thiết là chúng ta phải từ này tầng dưới này chúng ta đẩy hết cho thằng này, hoặc là thằng này đẩy chăm chăm để thằng này thôi. Chúng ta có thể nhảy cách, tại vì một cái video các bạn sẽ ra được 4 tới 5 link bình thường, đúng không ạ? 4 5 link hay 7 link vẫn bình thường, vấn đề gì cả. Đó là trong phần mô tả, trường đó trong phần mô tả nhé. Tất nhiên chúng ta sẽ có một cái ngày mà trường sẽ chia sẻ là rất là chuyên sâu về thực tế luôn. Thì đây là đang hình dung được các bạn. Rồi. Rồi. Tất nhiên là khi chúng ta đẩy cái kiểu này á thì chỉ ở phần mô tả video không đủ các bạn, ở phần mô tả video sẽ không đủ sức mạnh, hay ở cái phần tiêu đề, cái phần giới thiệu cũng không đủ sức mạnh luôn. Bạn lưu ý này, trường đã có chia sẻ là chúng ta dùng kênh đẩy kênh, đúng không? Kênh đẩy kênh ở cái phần học hôm qua đấy. Bạn lưu ý lúc này thì các bạn cũng rút gọn cái tên kênh đó lại. Thì cái tên kênh rút gọn như thế nào thì trường sẽ chia sẻ sau. Nhưng chúng ta sẽ đẩy cái tên kênh, các bạn hiểu không? Tức là đẩy tên kênh trong từng video luôn, cũng dùng cấp dưới đẩy cấp trên, ở dưới đẩy lên trên, đúng không ạ? Tức là ví dụ như các bạn làm tầm tầm 100 kênh đi, thì các bạn dùng những cái hệ thống video này, chúng ta sẽ đẩy, đúng không ạ? Chúng ta sẽ đẩy, tức là ở trong từng cái mô tả video các bạn có thể là bỏ cái kênh đó, tức là bỏ cái link kênh đó, mà hiểu không ạ? Ngoài những cái link cụm từ của nó, rồi cụm từ của thằng ở tuyến trên, rồi video thằng tuyến trên, thì chúng ta bỏ cái tên kênh vào cái video, vào video đó, bạn hiểu không ạ? Chúng ta sẽ có rất nhiều video mà, bạn hiểu không? Rồi, chưa nói rồi nha, ví dụ như dùng kênh đẩy kênh thì sức mạnh không đủ, chúng ta dùng video đẩy kênh, dùng mô tả đẩy kênh, đúng không ạ? Rồi tới cái phần share video, trường sẽ chỉ cho các bạn đẩy kênh tiếp, tức là đẩy ở phần phần màn hình kết thúc này, đẩy ở phần tag này, rất là nhiều. Đó, cái đó thì ở vào cái phần share video thì trường sẽ chỉ các bạn. Rồi, tiếp theo một cái chiến lược tiếp theo mà trường sẽ chia sẻ với các bạn đây, đó là chúng ta sẽ dùng từ khóa đẩy nha, dùng bài viết đẩy. Như các bạn thấy là trường đã cho các bạn xem là đây, trường viết là thuê viết rất là nhiều bài luôn. Đấy, các bạn thấy không? Trường thuê người ta viết rất là nhiều bài. Mỗi bài thế này á thì nó tầm từ 400, 600, 1.000 hoặc là 1.200. Đó là tùy tùy các bạn. Không phải tùy nữa mà là có chiến lược hẳn hoi các bạn ha. Đây, rất là nhiều, trường thuê rất là nhiều lĩnh vực luôn các bạn. Các bạn thấy rất là nhiều. Đây, trong những bài trường thuê cực kỳ nhiều luôn. Thì thật ra nó không có bao nhiêu tiền hết, nhưng mà nó là một chiến lược rất là mạnh các bạn nhé. Đây là một chiến lược mà giúp các bạn là đẩy hàng loạt cái video lên top, hàng loạt cái từ khóa lên top. Đây là cái cách mà giúp trường gia tăng. Đây các bạn thử tưởng tượng nha, trường ví dụ như khi mà trường đẩy hết được những cái từ khóa này lên top top YouTube á, là 250.000 khách hàng mỗi tháng, đúng không? Trường giả sử như vậy, 250.000 này, kết hợp với khi họ xem cái video các bạn, đây trường cho các bạn xem, thì cái này cũng sẽ được hết. Đây, ví dụ khi bạn xem cái video này, đúng không? Khi mà chúng ta tìm kiếm đang xem video này, đúng không? Thì phần bên này này các bạn, bên này nó sẽ có phần đề xuất, đây là phần đề xuất, cái này sẽ tạo ra rất là nhiều view. Đây là phần đề xuất của video, đúng không? Rồi. Thì nó sẽ bọc thêm, tức là lấy các bạn lấy 250.000 này và các bạn nhân với đâu đó tầm 2 tới 3 lần. Đúng không? Nhân tầm 2 tới 3 lần. Giả sử trường nhân 2 không thôi đi. Là nó đã lên được 500.000. Đúng không? Tức là chúng ta đã có được 500.000 cái khách hàng xem cái hệ thống video chúng ta rồi. Đó, là 500.000 khách hàng này, đúng không ạ? Thật ra trường lấy số 2 là số khiêm tốn đấy các bạn. Nó có thể là 3 là 4 này. Rồi. Tiếp theo, cái con số này chưa dừng lại ở đây.
dùng cái hệ thống bài viết, bạn hiểu không? Dùng hệ thống bài viết thì nó sẽ nhân lên đâu đó tầm khoảng 3 tới 4 lần, trừ nhân với 3 lần thôi là có 1 triệu 500. 1 triệu 500 người. Bạn hiểu không? 1 triệu 500 người. Đây là trường lấy cái số được gọi là khiêm tốn đấy bạn. Cái mạnh nhất trong cái chiến lược của trường đó là cái này này, là cái con số nhân 3 này, tức là một dàn hệ thống, một dàn hệ thống cái bài viết nó lên top các bạn, lên top Google đấy các bạn, một dàn lên top Google đây. Và cái chiến lược nó sẽ như thế nào, cái chiến lược đó là như như thế nào đấy các bạn, thì để mà chúng ta có được thì chúng ta phải lên Google Ads, Google AdWords, để chúng ta phân tích được là cái lượng tìm kiếm ở trên trên Google. Tức là cái công cụ này là sẽ giúp chúng ta biết được là nó sẽ thống kê lại về một cái lĩnh vực bất kỳ trên trên Google lượng tìm kiếm sẽ bao nhiêu. Tất nhiên ở trên Google á, lượng tìm kiếm sẽ cao hơn rất là nhiều so với YouTube các bạn nhé, rất là nhiều luôn đấy. Đây nó sẽ có áo sơ mi nữ, nhưng kệ là chúng ta sẽ lọc ra những áo sơ mi nam thôi. Như áo sơ mi nam với cái từ khóa này các bạn đã có khoảng 9.900 tìm kiếm một tháng rồi. Áo sơ mi 3.600, áo sơ mi nam đẹp 1.300, sơ mi nam 1.300, rồi sơ mi nam màu trắng, rồi các kiểu gì gì đó đúng không? Thì nó sẽ rơi vào đầu tầm khoảng là 1.629 từ khóa. Thị trường sẽ trừ đi những cái được gọi áo sơ mi nữ chẳng hạn, một nửa thôi là nó, một nửa là cũng khá là khiêm tốn đó, một nửa thôi là nó tầm đâu đó là 800 từ khóa đúng không ạ? Mỗi từ khóa các bạn sẽ lấy bao nhiêu, các bạn lấy trung bình 1.000 thôi thì nó tầm là 800.000, từ đấy cái một cái số rất là khiêm tốn thôi. Thì người ta ở trên, người ta lên Google nó tìm đó, khoảng 800.000 tìm kiếm, mà hiểu không? 800.000 tìm kiếm đó là một con số khá là khiêm tốn khi trở lại có một nửa. Thật ra nếu mà để trừ cái thằng áo sơ mi nữ đó thì nó đâu đó tầm 2 tới 300 là cùng, chứ không không tới một nửa rồi ha. Thì tôi thấy một số khiêm tốn, thì các bạn cho biết cho các bạn thấy là cái lượng tìm kiếm trên Google nó cao hơn rất là nhiều, tầm từ 3 tới 4 lần tôi đi. Toàn hiểu không ạ? Đó. Thì chúng ta sẽ lấy những cái từ khóa này về. Bạn hiểu không ạ? Lấy những từ khóa này về. Đây nó rất là nhiều luôn. Cực kỳ nhiều. Đấy. Chúng ta sẽ lấy những từ khóa này về và bắt đầu chúng ta lại phân lọc ra theo như thế này. Bạn hiểu không ạ? Phân lọc ra theo như thế này. Cái thậm chí gần như tất cả những cái từ khóa mà tìm kiếm ở trên YouTube á, là trên Google đều có. Chẳng qua nó sẽ mở rộng ra thêm thôi, nó sẽ mở rộng ra thêm rất là nhiều so với YouTube. Bạn hiểu không ạ? Nếu các bạn nào có lực thì chúng ta sẽ tải toàn bộ cái từ khóa ở trên đây. Trên đây về. Và chúng ta sẽ mở rộng ra thêm, tức là các bạn sẽ mở rộng ra thêm nhiều nhóm. Còn nếu các bạn không có lực thì các bạn làm hết được những cái từ khóa ở trên YouTube là nó đã bao gồm rất là nhiều từ khóa ở trên Google rồi. Bạn hiểu không ạ? Thì khi các bạn xem những cái từ khóa này có phải là áo sơ mi nam thì ở đây nó cũng cũng là bao nhiêu ạ? Chưa, sẽ trở lại trên nào nhé. Nó tầm đâu nó 10.000 đúng không? Đây, chúng ta click vào đây này, chúng ta xem có những cái tháng này, tháng 14.000, những cái tháng này tháng 10 là 9.900 đấy, thì nó cũng rơi vào đó tầm nó khoảng 10.000 rồi đúng không? Đó. Nhưng mà ở trên YouTube thì cái từ khóa áo sơ mi nam tìm kiếm nhiều hơn, tại vì nhu cầu họ cần xem review trước khi họ ra quyết định mua. Rồi thì các bạn sẽ thống nhất là chúng ta sẽ, nếu các bạn nào có lực có nhân sự thì chúng ta sẽ lấy toàn bộ những từ khóa trên Google về, sẽ bổ sung thêm cho thằng này. Ở đây chúng ta mới có mấy trăm từ thôi các bạn nhé, mà trên Google thì nó tầm khoảng 1.000 từ được đấy.
À, nhưng ở đây là những từ khóa rất là chính, là những từ khóa có độ tin cậy rất là cao rồi, đúng không? Rồi khi các bạn mà lấy được như thế này rồi, đúng không, thì bây giờ các bạn chúng ta sẽ chơi chiến lược là đẩy nha. Ví dụ như cụm từ khóa này, các bạn cần phải đẩy cái cụm này. Đây là một cái video rồi nha, cái cụm này là một video rồi, nhưng cụm này cũng phải là một bài viết. Và cái bài viết này á, khi đối với những cái từ khóa mà đỉnh này, cái bài viết này các bạn muốn đẩy được lên lên top Google á, thì các bạn cần phải viết cho trường tối thiểu nha, là tối thiểu là 2.000 từ, 2.000 từ đấy. Nhưng bà trường viết tới 3.000 từ đấy các bạn, Huê viết thôi chứ không phải là mình viết đấy. Đối với những cái từ khóa này nè, đối với những từ khóa này thì các bạn gom hai cái làm một, các bạn lưu ý nha, gom hai cái làm một, tức là ở đây năm từ khóa thì các bạn có thể ra cho ra là khoảng 3 cụm từ thôi, 2 tới 3 cụm từ, các bạn hiểu không? Đối với Google chúng ta không nên đánh những cái từ khóa như option nam này. Ở đây các bạn ví dụ năm từ khóa các bạn cho mình 2 cụm từ gom lại, ví dụ như là áo sơ mi nam đẹp 2018 rồi. Tiếp theo được ghi luôn nhé. Đó, ok, đó là 2 cụm từ. Và chúng ta 2 cụm từ này ở đây chúng ta sẽ viết tầm 1.200 từ, hiểu không ạ? Hai cái này có 1.200 từ rồi. Và khi các bạn viết phải yêu cầu nó là, ví dụ như cái bài viết này nó phải chứa từ khóa gì ạ? Áo sơ mi nam, áo sơ mi nam đẹp, áo sơ mi nam đẹp 2018 đó, hiểu không ạ? Nó phải bao gồm tất cả những cái từ khóa trong cái cụm này. Rồi rồi, các bạn hiểu không? Đây là tầng đầu tiên thì nó cần được đẩy mạnh nên chúng ta viết bài dài vậy thôi. Tiếp theo tới tầng thứ hai, tầng thứ hai và tầng thứ ba thì những cái cụm từ khóa chung ấy, tức là nó phải có chung một cái, thì các bạn viết viết cho trường tầm 1.200 thôi. Đấy. Và những cái từ khóa này thì các bạn cũng gom lại tầm 2 từ, 2 cụm nữa, thì lúc này các bạn viết là tầm 1.000 từ, 1.000 từ đấy, 1.000 từ. Đối với cái tầng thứ hai tới cái tầng thứ ba là lúc độ 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 chất, tức là cái độ khó nó giảm lại rồi, thì đối với những cái cụm á thì các bạn viết tầm 900 từ thôi. Và đối với những cái con, đối với những cái con của nó, tức là những cái con giống này này, thì các bạn viết cho trường tầm 600 từ được rồi. Đối với những cái tầng tiếp theo thì cái cụm tầm 600 từ, còn cái thằng con ấy nó tầm 400 từ là ok. Đấy. Và xuống xuống như đây, xuống đây thì các bạn cứ viết cái cụm á nó tầm 400 từ, và cái thằng con đấy, đây là cụm nha, cụm này dùng trường lúc đây 400 từ, thằng con các bạn viết tầm 300, từ đây xuống thì tầm 300 là ok rồi.